Rồi cái này bán nguyên bao luôn đi. Bao after 5V2 nửa ampe. Cái này đầu đầu Samsung rồi. Samsung với Nokia đầu nhỏ. Nguyên bao. Cái này hàng dỏm rồi nha. Đớp đơ 5V2 nửa ampe. Này là của Samsung. Rồi bán nguyên lố này luôn đi ha. Chứ bán cục này không biết chừng nào mới hết. Bán lố này. Lố này chắc được mấy trăm cục á. Nhiều lắm. Rồi chúng báo giá đi. Chứ giờ báo giá ở đây cũng biết báo giá nhiều nữa. Này Samsung. Nhưng mà Samsung này chắc Samsung Trung Quốc. Cái đầu Samsung á, đang nói đầu Samsung chứ mấy cái xe Samsung nha. Rồi bán chỗ lẹ là 300 ngàn. Rồi vậy đi, nguyên cái ống này luôn. Đóng after nha. Đúng không?